Xin chào các bạn, mình là Thu, mình là mẹ của hai bé Ben và Min. Thì tháng 8 này thì hai bạn sẽ tròn 3 tuổi. Khó khăn lớn nhất khi mà chăm hai bé sinh đôi là khi mà mới sinh ra thì lịch trình sinh hoạt của hai bé vẫn khác nhau. Lúc thì bé này ngủ thì bé kia lại ăn, đến giờ ăn, đến khi mà bé này thức dậy thì bạn kia lại đi ngủ. Thời gian đầu sau khi sinh thì mình đã được sự giúp sức của cả bà nội và bà ngoại. May là bà nội cháu thì là bác sĩ cho nên là thời gian đầu bớt bỡ ngỡ rất nhiều. Thời gian biểu của mình lúc mới sinh hai bạn thì là sẽ bắt đầu từ 6 giờ sáng và đến kết thúc tận đến 2 giờ đêm khuya. Mình và mẹ mình thay phiên nhau tắm cho các bé, vệ sinh cho các bé này, rồi cho bé ăn, cho bé ngủ. Đấy, còn bây giờ thì hai bạn đã lớn rồi, thời gian chính hầu như là ở trường. Chỉ có bữa sáng cho bé ăn sáng rồi đi học, chiều đón về cho ăn tối thôi. Trẻ sinh đôi thì người ta hay nói là có sự liên kết với nhau, nhưng mà Ben Min thì lại khác nhau hoàn toàn. Ví dụ như là một bạn thì thích chó, một bạn thì thích mèo, bạn thích xanh lá cây, một bạn thì thích màu hồng, bạn thì thích ăn hoa quả, bạn thì thích ăn rau củ. Có sự liên kết duy nhất thì là một bạn này ốm thì chắc chắn bạn kia sẽ bị ốm. Khi mà ốm thì các bạn rất là mè nheo và lịch sinh hoạt thì nó cũng sẽ bị đảo lộn ấy. Mà nhà mình hai bạn thì phải để thời gian uống thuốc nó lại khác nhau nữa, là rất là rối. May là có sự giúp đỡ rất là nhiều từ bà nội. Mỗi khi mà một bạn này bị ốm thì cả gia đình cũng cố cách ly cái bạn kia sang một cái phòng khác. Nhưng mà chỉ được một lúc thôi là bạn lại hỏi là anh Ben đâu, em Min đâu, rồi lây cho cả mẹ, cả bà luôn.